Chào bạn, trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cuốn sách của Kagayaki. Đây là cuốn sách về phương pháp rèn luyện trí não mà nó tập trung chủ yếu là rèn luyện cái tính sáng tạo và cái tư duy của mình. Bạn có thể tìm cái cuốn sách này của nhà xuất bản Thông tin đấy, và tìm và mua nó. Ở trong phần ngày hôm nay thì mình xin đọc lược sơ qua những cái ý chính, những cái vấn đề của trong cuốn sách đề cập, và mình chỉ đọc một phần thôi chứ không đọc hết. Đấy. Tư duy sáng tạo là gì? Cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta phải biết gạt bỏ những cái hiểu biết về kiến thức thông thường. Trước hết thì bạn phải trả lời cái câu hỏi sau đây, và tối thiểu là phải suy nghĩ 5 phút. Có một chai rượu nho nhé, một cái nút bần ở trên miệng chai nhưng không mở, sao mở ra được? Vậy làm như thế nào để uống được cái chai rượu nho này mà không cần phải đập vỡ chai, tức là không 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 soi lỗ của nút chai ấy. Bạn thử trả lời xem nào. Đấy, bạn có thể trả lời được câu hỏi này một cách dễ dàng không? Tất nhiên rất nhiều người sẽ trả lời đúng câu hỏi trên rất dễ dàng, nhưng cũng có người phải chào thua. Câu trả lời thật là đơn giản, chúng ta ấn cho cái nút bần nó lọt vào bên trong chai. Thế nhưng có rất nhiều người lại không nghĩ ra, vì theo hiểu biết thông thường của chúng ta cứ nghĩ là nếu muốn uống rượu thì phải mở nắp chai, nếu nút chai mà không mở ra được thì sẽ không uống được. Đấy. Bản chất của câu hỏi trên chính là nhằm vào chỗ yếu của suy nghĩ của con người. Chỉ nghĩ theo cái sự hiểu biết thông thường của mình thôi. Lúc bé chúng ta học được nhiều cái phương thức, nhiều cái thường thức trong trong cuộc sống. Tất nhiên là những cái hiểu biết đó đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cái đời sống hàng ngày. Tuy vậy, có những cái lúc nó trở nên không những vô dụng mà nó còn làm hạn chế cái tư duy của chúng ta. Và cách giải quyết vấn đề của chúng ta sẽ trở nên phức tạp hóa hơn, sẽ trở nên khó khăn hơn, trở nên kém sáng tạo hơn. Thực tế cho thấy có nhiều vấn đề đơn giản đến nỗi mà trẻ con cũng làm được mà người lớn lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Ở đây thì tác giả xưng tôi xin kể lại một câu chuyện xảy ra vào Thế chiến thứ hai. Tới nay cảm thấy thật là hổ thẹn. Khi Thế chiến kết thúc thì hàng hóa khan hiếm trầm trọng. Lúc đó một người đàn ông đã trương cái tấm biển ngang trước bến xe, tấm biển ghi một hàng chữ to: bỏ lại hàng bỏ lại quân đội Mỹ đóng đóng tại Nhật. Cạnh đó thì có một đống xà phòng mang nhãn hiệu nước ngoài, và tôi như cá gặp nước, lập tức bỏ tiền ra mua cái lô xà phòng về. Vừa về đến nhà tôi đã vội vàng lấy xà phòng ra rửa tay rửa mặt. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa. Chỉ sau vài giờ thì trên mặt và cánh tay tôi nổi lên những cái nốt mận đỏ, rõ ràng đây là hàng gióm rồi đúng không? Khi nhìn kỹ lại mới phát hiện ra những dòng chữ Anh ở trên nhãn hiệu sắp xếp cách lung tung. Tôi nổi giận và ra ngay bến xe. May mắn làm sao người đàn ông ở đó, tôi hạch hỏi và trách mắng ông ta thông thường, nhưng mà không ngờ ông ấy lại trợn mắt hỏi tôi: ai bảo đây là xà phòng ngoại? Tôi ấp úng nhìn theo cái ngón tay trỏ của ông ta. Lúc này tôi mới bật ngửa ra, vì ở phía dưới dòng chữ to cái ghi là hàng bỏ lại của quân đội Mỹ đóng tại Nhật, và cái dòng chữ rất nhỏ diêm quẹt. Quả thật bên cạnh cái đống xà phòng có một vài hộp diêm thật của quân Mỹ đóng đóng tại Nhật, chỉ vài hộp mà thôi. Tôi không không dám nói thêm câu nào, lầm lũi bỏ về. Tôi tự xem xét lại sự việc trên, và ở đó đúng là chúng ta có nhiều cạm bẫy. Một là theo suy nghĩ thông thường thì hàng bán giá rẻ thường là hàng chất đống như núi, nên khi tôi nhìn thấy tấm biển có hàng chữ to hàng quân đội Mỹ đóng tại Nhật là tôi nghĩ ngay đến cái đống xà phòng đứng bên cạnh, một sự liên tưởng tai hại. Hay là theo sự suy nghĩ thông thường, hàng mang nhãn hiệu bằng chữ tiếng Anh trình bày hàng ngang là hàng nước ngoài, đồng thời hàng nước ngoài bao giờ cũng tốt hơn so với hàng nội. Đây lại là một quan niệm niệm sai lầm nữa. Vì vậy tôi chẳng cần xem kỹ nhãn hiệu đã mua cái đống xà phòng trên để rồi bị mắc lừa.
Cái vấn đề thứ hai, chúng ta phải gạt bỏ cái kinh nghiệm từ quá khứ. Nhà ảo thuật muốn lấy một cái vật gì đó ở trong túi áo ra thì thường phải làm ngược lại theo cái cách nghĩ thông thường của khán giả. Thông thường ai cũng nghĩ rằng muốn lấy một cái vật gì đó từ túi áo thì phải thò tay vào túi áo. Giả sử cái nhà ảo thuật thò tay vào túi áo, lợi dụng khi lấy khăn tay ra rồi tiện lấy luôn cả tờ giấy bạc ra, thì khán giả rất là dễ bị khán giả rất dễ phát hiện cùng một động tác. Nhưng nếu làm ngược lại, thay vì lấy tờ giấy bạc ra trong lúc thò tay vào túi áo, thì nhà ảo thuật lại thò tay lấy chiếc khăn ra, nhưng chỉ lấy chiếc khăn thôi, không có tờ giấy bạc nào cả. Khán giả cũng trố mắt để theo dõi chiếc khăn từ trong túi áo có kèm theo vật gì không. Không có, dĩ nhiên là không có, đúng không? Khán giả lúc này yên trí được rồi. Thế nhưng bao giờ cũng chính là lúc bấy giờ cũng chính là lúc nhà ảo thuật trổ tài ra, cái tài tài của mình. Anh ta đường hoàng thò tay vào cái túi để bỏ chiếc khăn vào, và thật nhanh tờ giấy bạc được lấy ra từ cái từ trong từ từ lúc mà bỏ chiếc khăn vào đấy, chứ không phải là lúc lấy cái chiếc khăn ra đâu. Đấy. Từ hai sự việc trên thì chúng ta thấy được sự lường gạt hay là ảo thuật đều là ngược lại những cái suy nghĩ thông thường của con người. Đó cũng chính là cái chỗ yếu của tâm lý của chúng ta. Đầu óc của con người thì vì sao lại bị ràng buộc bởi những cái hiểu biết về kiến thức thông thường hoặc là những cái kinh nghiệm của quá khứ? Tôi chẳng cho rằng tôi chẳng qua cho rằng là cái bộ não của chúng ta cấu tạo hoàn chỉnh, quá hoàn chỉnh mà thôi. Đấy. Suy nghĩ cũng làm cho con người mệt mỏi nên cần có thời gian thích đáng để nghỉ ngơi, nhất là gặp một số trường hợp nhiều lần không giải quyết được một cách thuận lợi bởi những cái kinh nghiệm sẵn có. Lúc đầu thì đầu óc chúng ta sẽ chọn cách là tiết kiệm tư duy để cho ứng phó những cái vấn đề đó. Điều đó cũng làm cho đầu óc chúng ta trở nên mất linh hoạt, và đó cũng chính là nguyên nhân hạn chế cái tính sáng tạo của tư duy con người. Hay nói cách khác là những cái suy nghĩ quá nhiều sẽ làm con người mệt mỏi và cần thời gian để nghỉ ngơi. Lúc đó đầu óc chúng ta sẽ chọn cách tiết kiệm tư duy để ứng phó cái vấn đề đó. Đấy. Để tránh cái sự sơ cứng của bộ não thì chúng ta nên tập thành cái thói quen suy xét sự vật hoặc vấn đề từ nhiều khía cạnh, chịu khó tư duy, chịu khó động não, chắc chắn bạn sẽ nhận ra những cái cách giải quyết vấn đề hoặc là những cái phát hiện bất ngờ. Yếu tố thứ ba là tạo điều kiện để cho phát triển cái khả năng sáng tạo. Giữ gìn truyền thống là một cái điều mà không ai chối cãi. Nhưng trong cái thời đại tên lửa hiện nay thì bất cứ ai cũng có những cái sáng tạo trong cái tư duy cả. Nhưng thực tế thì hầu hết những cái người thông thường thì không có sự cố gắng trong việc rèn luyện tính sáng tạo tư duy của mình. Bởi lẽ họ cho rằng khả năng sáng tạo là bẩm sinh, không thể rèn luyện được, mà nhờ vào sự hoặc là nhờ vào sự cố gắng mà có. Thực tế dù ở gia đình, là nhà trường hoặc là nhiều nơi làm việc thì đều có nguyên nhân làm hạn chế cái tính sáng tạo, nhất là tại cái cơ quan làm việc ấy. Đối với những cái suy nghĩ táo bạo của tuổi trẻ thì thường bị chê là quá non nớt, quá ấu trĩ. Ở một cái xí nghiệp nào đó khi có mặt giám đốc thì các nhân viên vẫn mỉm cười nói bình thường. Đấy là một cái dấu hiệu không khí làm việc đầy lý tưởng. Nhưng ngược lại, tại một số nơi thì trưởng phòng xuất hiện thì các tổ trưởng lập tức câm miệng như hến, nhân viên thì bỗng dưng trở nên hiền như con mèo con mới mang về vậy. Ở những cái công ty đó thì các nhân viên trẻ làm sao có khả năng phát huy được cái tính sáng tạo trong cái công tác của họ? Khả năng phát triển của công ty sẽ bị hạn chế, giới hạn con người trong khoang khổ nào đấy, trong trong cái khuôn khổ nào đấy. Lấy những cái hiểu biết hoặc là những kiến thức thông thường, những tập tục hoặc những truyền thống, những cái ký ức để ràng buộc con người sẽ không thể làm cho tính sáng tạo trong tư duy và trong công tác nó phát triển được. Làm thế nào để nâng cao cái khả năng sáng tạo? Để nâng cao khả năng sáng tạo thì cần có phương pháp rèn luyện, đó là chúng ta phải biết cách đặt vấn đề. Trước tiên là bạn hãy liệt kê ra những cái toàn bộ những cái chi tiết có vấn đề thành một cái bảng kê. Sau đó lần lượt suy xét từng vấn đề. Làm như vậy chúng ta sẽ tránh được cái kiểu xem xét cái sự vật một cách phiến diện và hoặc là bỏ sót những cái chi tiết quan trọng. Tuy vậy cũng không nên quá lệ thuộc vào cái phương pháp này, vì lệ thuộc vào sẽ làm hạn chế cái tính sáng tạo. Phương pháp thứ hai là phương pháp liên tưởng đôi. Mục đích của rèn luyện phương pháp này là cũng giống như cái phương pháp đặt vấn đề vậy. Chúng ta phải
vượt qua cái cách liên tưởng thông thường. Ví dụ như cần sáng chế một sản phẩm mới về âm thanh nổi thì trước tiên người ta liên tưởng đến một cái sản phẩm hoàn toàn không liên quan đến nó, đó là máy bay. Người ta xem xét đặc tính, công dụng, trang bị của máy bay, căn cứ vào những yếu tố đó người ta lần lượt xét các yếu tố đó với sản phẩm về âm thanh nổi. Phương pháp này không những giúp chúng ta nghiên cứu sáng chế ra sản phẩm, còn rèn luyện cái tính sáng tạo trong cái đời sống hàng ngày. Yếu tố thứ ba là phương pháp phân tích hình thái. Ví dụ muốn làm một cái ly để đông dung dịch thì người ta cần xem xét hình dáng này, xem xét kích thước này, xem xét nguyên liệu của thi ly này. Người ta sẽ lập ra một biểu đồ về khối hình lập phương để lựa chọn những cái điều kiện tối ưu nhất. Căn cứ vào hình dưới đây thì chúng ta có đến 48 trường hợp lựa chọn. Chúng ta sẽ có những cái dữ liệu để chúng ta sáng chế một sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn cao. Ba phương pháp trên nhằm để hạn chế cái sự lão hóa của bộ não. Đây, như chúng ta thấy cái hình này, chúng ta có thấy nguyên liệu này, đấy, lớn hay nhỏ này, hình gì này. Đấy. Nhưng đối với rèn luyện tư duy lại không có hiệu quả bao nhiêu. Để rèn luyện tư duy thì bộ não của con người cần phải linh hoạt, minh mẫn hơn. Chúng tôi đã cố gắng biên soạn cuốn sách nhỏ này. Theo cái kinh nghiệm của nhiều năm của tôi thì những người có sức sáng tạo phong phú thường là những người thích thú về các trò chơi bộ não, ví dụ như câu đố này, tiểu thuyết suy luận này, ảo thuật này, truyện vui này, tạp kỹ này, vân vân. Trong đó câu đố là một trong những cái hình thức không thể thiếu để rèn luyện trí óc của chúng ta. Nó bao gồm những cái tài liệu rèn luyện về khả năng trực giác, khả năng quan sát, khả năng phân tích và suy luận, khả năng bền bỉ và khả năng sáng tạo của con người. Bây giờ mời bạn hãy lần lượt giải những cái câu đố ở dưới đây. Đấy. Các câu trong cuốn sách này thì nó có ở trang sau. Và bạn phải suy nghĩ ít nhất là 5 phút. Và để có thể suy xét thì chúng tôi dành cho nhiều khoảng trống của trang giấy. Bạn cố tận dụng nó một cách hữu hiệu. Cuốn sách này không thể chỉ xem ngày 1, ngày 2. Vì khả năng sáng tạo của chúng ta không thể nào rèn luyện thành công trong một vài hôm được. Tốt hơn hết là mỗi hôm, mỗi ngày thì bạn hãy bỏ ra trả lời là 2-3 câu như thế. Thì như vậy khoảng 20 ngày đến 1 tháng thì chúng ta có thể đọc hết được hầu hết cuốn sách này. Nào, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cái thao tác rèn luyện trí não nào. Ví dụ, có hai anh em nhà nọ hiếm khi được gặp nhau. Một ngày tình cờ họ gặp nhau trên đường. Trong lúc trò chuyện, người anh chợt nhớ đến người cháu gái của mình sắp làm lễ cưới, bèn báo cho em biết. Đấy. Nhưng người em lại không có cô cháu gái nào sắp làm lễ cưới. Họ không phải là anh em kết nghĩa, mà là hai anh em ruột. Vậy tại sao là có chuyện này xảy ra như vậy? Thì bạn hãy tự thử suy nghĩ xem. Đây, trong lúc trò chuyện thì người anh chợt nhớ đến là người cháu gái của mình sắp làm lễ cưới. Đấy. Nhưng người em lại không có một cô cháu gái nào sắp làm lễ cưới. Bắt đầu từ đây để chuẩn bị cho việc phát triển tính sáng tạo của bạn thì bạn cần thực hiện một số thao tác để chuẩn bị cho sự hoạt động của bộ não. Trước hết thì hãy bắt đầu từ những cái thao tác nhẹ nhàng. Trong chương này thì những câu hỏi đều tương đối là dễ, đơn giản, nhưng về mặt nội dung thì chúng đều mang một ý nghĩa quan trọng về tâm lý. Nếu bạn sơ ý thì bạn có thể vấp phải những thất bại bất ngờ. Bình thường những người quen làm những công việc đơn điệu không đòi hỏi đến trí não, hoặc là không quen giải quyết những vấn đề khó, thì khi thực hiện những cái thao tác chuẩn bị này họ sẽ cảm thấy đau đầu và phức tạp. Nhưng bạn đừng lo, trong cái đau đầu đó thì bộ não vốn dĩ cứng nhắc của bạn sẽ được uyển chuyển và linh hoạt hơn. Vậy bạn hãy cố tập trung suy xét một vài vấn đề từ nhiều khía cạnh, từ nhiều góc độ. Ví dụ như trên hình, ví dụ xem ra hình như cái điều vô lý kỳ quặc, nhưng mà bạn có thể thấy được những dòng chữ mê hoặc mình. Hãy suy xét giữa cô cháu gái và người anh có mối quan hệ như nào rất rõ ràng. Ví dụ như là cô con gái của người em sắp làm lễ cưới. Đấy. Cô con gái người em sắp làm lễ cưới. Vì con gái của người em chính là cháu gái của người anh. Đấy. Các câu hỏi kế tiếp trong chương này sẽ phân loại ra cái tính khái quát. Đó là câu hỏi bồi dưỡng về khả năng quan sát, bồi dưỡng về khả năng suy luận, và sẽ không khó lắm. Tuy vậy, cũng có một số câu hỏi mang tính chất đố mẹo, và đồng thời nó cũng trên một cái phạm vi khá rộng. Các bạn hãy cẩn thận. Trong chương này thì nội dung không những là phá đi những cái khái niệm thường tình, mà nó giúp chuyển hóa bộ óc theo cái lối rập khuôn mà bạn có thể linh hoạt hơn,
đồng thời nó đánh thức cái đầu lười suy nghĩ. Vì vậy bạn cần phải thực sự có những cái kế hoạch rèn luyện cho mình để cho cái suy nghĩ phóng 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 khoáng hơn và thu được cái kết quả tốt đẹp hơn. Nào, bây giờ xin mời các bạn chuẩn bị bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi 1, như hình bên dưới thì trên một cái giá có một bộ sách văn học toàn tập, giả sử như một con mọt ăn từ trang 1 đến trang cuối của trang 1 của quyển 1 đến trang cuối của quyển 2. Hỏi con mọt sách này đã di chuyển một khoảng cách là bao nhiêu? Biết rằng bìa sách thì nó dày 2 mm và rùa sách thì dày 3 cm. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hình này. Mình sẽ phóng to lên cho các bạn thấy cái hình. Đấy. Lưu ý là giả sử con mọt sách nó ăn từ trang 1 của quyển sách 1 đến trang cuối của quyển sách 2. Nào, thì câu trả lời như sau. Trả lời là 4 mm. Nếu nghĩ rằng con mọt sách đã di chuyển từ bên trên của cuốn quyển 1 đến đầu dưới của cuốn quyển 2 thì đó là câu trả lời sai lầm. Vì trang 1 của quyển 1 đến trang cuối của quyển 2 chỉ là một cái khoảng cách giữa hai bìa sách mà thôi. Đây, chúng ta thấy khoảng cách giữa hai bìa sách mà thôi. Bài học kinh nghiệm là những số liệu trong trong đề không hẳn cần thiết cho việc giải quyết cái câu hỏi đâu. Không chỉ như thế, có khi người ta còn lợi dụng nó để làm người đọc quên đi những cái phần quan trọng của vấn đề. Trong đề có cho số liệu bề dày của rùa sách, nên nghĩ rằng phải tính toán cả phần rùa sách. Vì vậy, khi giải quyết vấn đề, cần phân tích những dữ liệu không cần thiết và cương quyết loại bỏ nó đi. Đấy, chúng ta có thể nhìn lại câu hỏi này. Đấy, câu trả lời là 4 mm. Bởi vì từ trang 1 của quyển 1 đến trang cuối của quyển 2 thì nó chỉ là một cái khoảng cách giữa hai cái bìa nữa. Đấy. Có những cái số liệu không hẳn cần thiết cho để cho giải quyết vấn đề đâu. Loại bỏ ra thì càng tốt. Câu hỏi thứ hai. Người thợ săn rời khỏi căn nhà nhỏ đi hướng về phía nam 10 km, sau đó đổi hướng về phía tây 10 km, cuối cùng lại đi đổi hướng về phía bắc 10 km. Kết quả là người thợ săn trở lại căn nhà nhỏ của mình. Tất nhiên là vị trí của căn nhà nhỏ không hề bị thay đổi. Có thể làm chuyện lạ như vậy hay không? Nhớ nhé. Đây, chúng ta có thể lưu ý này. Đi về phía nam 10 km, sau đó đổi hướng về phía tây 10 km, rồi lại đổi hướng về phía bắc 10 km. Kết quả là trở lại về căn nhà nhỏ của mình. Trả lời là có. Vì sao? Vì căn nhà nhỏ của thợ săn ở đúng cực bắc của trái đất. Đấy. Ngoài câu trả lời trên thì có bạn cho rằng căn nhà nhỏ kia chiều rộng từ đông sang tây là 10 km. Nếu như vậy thì nó đâu còn gọi là căn nhà nhỏ nữa. Nó đâu gọi là căn nhà nhỏ nữa đâu, đúng không? Bài học kinh nghiệm là khi vẽ bản đồ thế giới, người ta đã căng cái bề mặt trái đất thành những cái mặt phẳng và vẽ thêm những cái đường ngang dọc. Trong suy nghĩ của ta luôn tồn tại cái tấm bản đồ phẳng như vậy mà quên mất rằng là thực tế trái đất chúng ta là một cái hình cầu. Đây, như chúng ta có thể thấy đây. Ở câu hỏi thứ ba nó như thế này, các bạn có thể tự đọc và tự làm nhé. Mình lướt qua đến câu hỏi thứ 7, thứ 8, nên thứ 4, thứ 5 thì chúng ta sẽ dừng.
Ok, như thế là chúng ta vừa xem cái cuốn sách này, và bạn có thể mua cuốn sách ở trên ở cái hiệu sách gần nhất, hoặc là mua trên cái các trang thương mại điện tử của Việt Nam mình. Hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ và buổi học tiếp theo.